Khỏi bỏ đi ba. Bỏ xuống lùm. Như vậy thì nó giùm cái mâm luôn. Rồi cái mâm nó để đó cho tụi nó giật đi đâu nó giật. Ok đi mi. Ok, đi tập. Hay. Con kẹo nhá kìa. Đúng. Đi nhanh đi chứ. Nè này. Cái đó. Để tiền con trong này đó. Rồi đếm thử được bao nhiêu. Con được bao nhiêu vậy? Mày bỏ luôn, đập mày giờ, biểu không chịu bị giật chi. Ui, ba tờ luôn. Ba tờ mình có cục hả? Cho mẹ không lấy đi. Cho con nè, cục nữa nè. Hả? Giật cái mâm luôn. Ai giật cái mâm? Con á. Mấy cái. Ủa, 5 tiền gì năm? Về nhà bỏ giấy ép luôn. Đây tiền gì đây, kiểu gì mình không hiểu luôn. Ui, 20 ngàn luôn kìa. Có 2 tờ. Lượm 5 lượm luôn. Nó lượm đưa con gấu hả? Nó còn bọc túi nè. Đi. Trời vàng quá. Năm vàng, năm chơi năm giật kìa. Tờ 2 ngàn không à? Không có tờ 20, không ai có tờ 20 cũng đây hết nè. Con đâu có đâu. Con có 2 tờ đúng không Phong? Gấu có 20 không? Không, có 10 ngàn. 5 giữ rồi. 5 giữ á. 5 giữ á. Con giữ á. Con giữ phải không? Ừ. Ừ. Cháu. Phong bữa nay nhiều tiền rồi vậy. Con tờ 10 10. 2 đi mấy triệu, mấy triệu, mấy tỷ, mấy tỷ. Rút ra hết đi rồi ăn đếm tiền. Giấu được có mấy ông bạc. Con còn tờ 10 ngàn ở nhà đó. Nãy nó ra tờ 3. Gì? Để tao kẹp mắt. Mày lấy kẹo mút rồi. Tiền nào nào? Xong chưa? Xong chưa? Đó, đứa nào gói năm đâu biết. Còn chứ ai? Rồi anh Chí đây xong chưa? Ở năm nó có thẳng là được năm. Được, con vậy con ép nó thẳng ra. Bỏ vô tờ giấy hả? Bỏ vô cái nguyên vở hả? À. Pin nè. Ồ pin quá chơi kẹo luôn. Con chó ơi. Gom trộm. Rồi bây giờ đếm tiền đi, đếm tiền đi. Ok. Đếm tờ. Đếm tiền nộp đếm tiền trước. Đứa nào xong rồi đếm tiền đi. Con xong trước rồi. Xong rồi này nè. Nào. Đếm rồi. Dây dây trả hả mày đập giờ. Ui có lượm mà đâu có ăn hả? Ăn đồ bụi cứt á. What? Trời tiền nó nát như cái gì đấy. Có rách như trời. Không rách đâu, tiền polymer sao rách được. Ồ được 3 tờ 10 ngàn luôn. Con không được tờ nào 10 ngàn hết. Sao đâu. Có lừa là lừa toa. 40 ngàn rồi. Ê, anh Chí được tờ 20 kìa. Con được 40 rồi nè. Ờ, tiếp. Ngon rồi. Có 40 là ngon rồi. Con có 86 ngàn. Con đếm rồi hả? Con 86 ngàn hả? Ừ. Ôi, ghê ta. Có 86 ngàn thì ghê gì năm. Con mới ghê. Ui, ba hết tiền. Con mới dính mấy ngàn rồi. 4 ba chục
40. Mấy tao đúng không? Ô mẹ, 13 cộng thêm 5 bằng bao nhiêu mẹ? 18. 50. 4. 51. 16. 52. 8 7 20 37. Tao có 6 mấy à? Trả lời. Tao có 6 mấy à? 22 39 41 ngàn đấy. 59 30 9 41 ngàn đấy. Tao có 2 cái tiền này. Hai đứa cộng lại là 41 ngàn đấy. Hôm nay được là mấy tờ 2 ngàn. Ủa, miếu không nói bà. Cái máy cây cũng miếu thêm. Đó, tụi quần. Đây, bạn đây. Cái này kia mấy ngàn. Bao nhiêu rồi chứ? Sao ông toàn tờ ngàn không vậy ông? 8 ông toàn tờ ngàn không à? Đúng chị là anh cứ sai. 22, 24, 26, 28 5 cắn nữa. Cắn hả? 41 ngàn 72 à 72, hột được 72 ngàn. Còn 28 Vũng Tàu luôn. Thầy gần Phong được bao nhiêu tiền? Để ớt. Đếm đếm coi. 4 5 3, 6 7. Ừ. Bảy để riêng ra. Rồi 2, 4, 6, 8, 10 8 2, 4, 6, 8 ngày hết đi 10 93 93 ngàn hả? Con được 93 ngàn. 93 ngàn con được bao nhiêu? 86 ột bao nhiêu? 73. Con lần con bao nhiêu? 41. Dữ vậy? Nói như nay gặp lại đúng không? Không, con nay con bao nhiêu lần? Con lượm được tờ 1 ngàn không à? Quay kẹo của bố hết nha. Ô mía đâu hết rồi. 59. Con được 59 ngàn. Gần được 6 chuột. Đếm lại. Ok thì cái gói đó thì nhiên con tưởng có 1 ngàn. Trời ơi, tưởng gì tưởng mày đếm là tao đếm được 65 ngàn, mày đếm có 59 ngàn à. Đổi cho mẹ mày đó. Mẹ anh chị đâu có 7 ngàn không? Không. Ai xin được 100 luôn. Không. Chín bảy. Vậy tao còn trong túi tao một đống chi. Đây là tiền của năm nha. Không, nó phải trả chứ. Trả à. Lụm. Tiền của mẹ lúc nào cũng tiền của con. Bởi đó có cỏ. Đỏ. Tiền của mẹ mình có tháng này là tháng cơ cơ hờ. Lên năm thấy năm thì mình giật luôn. Nhưng mà giật làm chó. 5 ngàn là 25 ngàn nha. Ừ, 4 ngàn nữa nha. 29 ngàn nha. Nãy mình nhìn mấy cái này cũng 2 ngàn, 1 ngàn. Ai ở trong quá trời. 33 nha. 32. 4 ngàn nữa. Không lụm được 309 ngàn. Thiệt. Con gom hết trên mâm luôn mà. Ủa, để không? Con gom trên mâm ông ngoại luôn mà. Ngoại không được nhiều mới lạ. Gom bao nhiêu tiền nha? 2 25 35 39 ngàn. Còn 358 cộng 39 đâu có đủ 407 ngàn không? Đụng cho nó.
Cái múc nhiều luôn rồi. Múc của tao không. Cái múc ở trong của tao hết luôn rồi. Con Na lấy rồi. Chị về cha. Chị về nhà cha hả? Mặt tiền đó rồi bay làm cái gì bay? Đem cất. Hả? Đem cất. Đem cất hả? Đem cất làm cái gì? Đem cất để cất để tới chừng đi cưới vợ hả? Dạ. Trời ơi. Chừng nào mới cưới được vợ? Năm nữa. Cưới không cưới thôi luôn rồi. Cưới thì để em chị sẽ nhà hơn. Một năm mà giật được mấy chục ngàn rồi thì để tới chừng nào mới cưới được vợ. Mẹ lấy hết tiền con rồi. Mấy năm trước con được mấy chục không?